everyone, chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Xuân nha. Lời đầu tiên, Xuân xin kính chúc mọi người luôn vui khỏe và bình an. Quý vị ơi, đây chính là món làm từ trái cà tím của nhà Xuân hôm nay đó. Và để biết cách làm thì chúng ta cùng vào bếp thực hiện món này nha. Trước tiên thì Xuân lấy một thau nước, cho vào một muỗng canh muối và một ít giấm. Khuấy cho tan phần muối. Trái cà tím đầu tiên Xuân sẽ cắt bỏ một đoạn ở cái đuôi cà tím, vì cái đoạn này nó nhỏ đó quý vị. Kế tiếp thì Xuân cũng cắt bỏ cái đoạn nhỏ ở đầu trái cà tím luôn. Bây giờ quý vị thấy một đoạn dài của trái cà tím nó hơi cong cong, khúc này thì Xuân sẽ dạt cho nó bằng nha. Xuân sẽ cắt phần cà tím này ra làm 4 phần theo chiều dài nha. Kế tiếp thì Xuân sẽ cắt để cho phần cà tím này nó được, phải nói là nó đứng im á, nó hơi vuông vuông đó quý vị, dài dài mà vuông vuông nha, tương đối là được. Cùng theo dõi Xuân làm nha. Kế tiếp thì Xuân sẽ lấy hai chiếc đũa và Xuân sẽ kẹp ở hai bên miếng cà tím. Quý vị cùng theo dõi Xuân khứa như thế này. Khứa phần cà tím như thế này xong thì Xuân sẽ ngâm trong thau nước muối. Rồi Xuân sẽ lần lượt làm cho hết những miếng cà tím còn lại. Khi ngâm cà tím trong nước muối và giấm, phần cà tím nó sẽ được trắng hơn. Bên cạnh đó thì Xuân cũng cần ngâm như thế này để miếng cà tím nó được mềm hơn, để mình làm những công đoạn kế tiếp nó sẽ dễ hơn. Tới trái cà tím thứ hai, Xuân sẽ cắt 4 khoanh tròn như thế này. Sau đó cho vào thau nước muối để ngâm. Ngoài phần cà tím mình ngâm ở đây thì Xuân còn sử dụng một ít nguyên liệu nữa. Xuân sẽ giới thiệu với mọi người tiếp nha. Nguyên liệu Xuân cần thêm là 1/3 củ cà rốt nhỏ, 1/3 trái bắp, 4 cái nấm rơm, 1 miếng nấm mèo, 4 trái đậu que và 1 ít hành ngò. Gia vị đi kèm Xuân sử dụng 1 muỗng nhỏ hạt nêm chai, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tương ớt, 1 muỗng canh nước mắm chai, 1 muỗng cà phê bột năng và Xuân có sử dụng thêm 80g bột chiên giòn. Xuân quên lấy ra rồi. Mọi người nhớ nha, phải có bột chiên giòn trong món này mới thành công nha. Giờ thì Xuân sẽ cắt phần cà rốt này thành những hạt lựu nho nhỏ. Cùng cắt với Xuân cho nhanh nha cả nhà. Nấm mèo Xuân cũng sắc nhuyễn nhỏ. Kế tiếp sắc luôn phần nấm rơm. Đậu que sắc nhỏ luôn. Xuân sắc luôn phần đầu hành lá để riêng và lá hành để riêng. Phần này nếu quý vị ăn thuần chay chúng ta có thể thay thế bằng bơ rô nha. Cắt luôn phần bắp. Và đây các nguyên liệu đã sẵn sàng. Lúc này phần cà tím ngâm muối giấm nó đã mềm rồi. Hãy cùng làm tiếp tục với Xuân nha. Xuân sẽ sử dụng 80g bột chiên giòn cho vào một cái tô như thế này. Rồi Xuân cho nước vào từ từ. Khuấy đều, khuấy đều. Tiếp tục cho một xíu nước nữa. Khuấy thật đều. Khi cái dòng chảy của bột như thế này là được nha. Phần bột năng này thì Xuân cũng cho vào một ít nước và khuấy đều. Và Xuân cũng sử dụng một ít tăm để mình ghim miếng cà nha quý vị. Bây giờ là công đoạn mà tạo hình cho đẹp nào quý vị. Hãy cùng Xuân làm luôn nha.
Công đoạn này quý vị cùng theo dõi Sướng làm cho kỹ nha. Có thể chúng ta lấy một cây tăm và ghim hai cái đầu cà tím lại với nhau. Sướng sẽ ghim như thế này nè. Sướng lấy một cây tăm và ghim thẳng vào với cái miếng tròn ở bên trong luôn. Tiếp tục Sướng sẽ ghim luôn cái đầu còn lại của miếng cà tím nha. Và để chắc chắn hơn thì Sún sẽ lấy một cây tăm và ghim thêm một đầu đối diện của miếng cà tím khứa cho nó dính vào cái phần tròn tròn của miếng cà tím ở bên trong. Thật ra thì chúng ta cũng không cần ghim cho nó dính liền cái miếng cà tím ở giữa đâu. Tại xíu nữa mình nhúng bột thì phần bột nó sẽ bao phủ hết, nó sẽ giữ lại hết. Nhưng để làm cho chắc chắn hơn thì Sún ghim luôn. Và như vậy là xong một miếng rồi nè. Tiếp tục, Sún sẽ làm những miếng cà tím còn lại nha. Nói chung cách làm này cũng không khó. Chúng ta chỉ cần hiểu được là mình sẽ làm cái miếng cà tím vòng tròn mà khứa khứa như thế này cho nó dính tròn vào nhau. Thì chúng ta có thể lấy cây tăm và ghim hai đầu cho nó dính vào trước. Hoặc ghim một đầu cà tím khứa khứa vào cái vòng tròn như Sún đang làm. Rồi tiếp tục. Ghim cây thứ hai vào cái đầu bên kia cho nó dính vào với cái miếng vòng tròn ở giữa. Làm cách nào cũng được, miễn sao nó ra cái vòng tròn như thế này là ok. Để chắc hơn thì Sún ghim một cây tăm nữa. Và tiếp tục Sún sẽ làm những miếng cà tím còn lại nha. Và đây, 4 miếng cà tím Sún đã làm xong. Tới phần nhúng bột nè. Quý vị cùng theo dõi Sún làm phần này nha. Sún sẽ cho phần cà tím mình đã ghim tròn vào trong một cái tô bột mà mình đã quậy sẵn. Múc phần bột cho nó ngập tràn trong cái miếng cà tím này. Nó phủ đầy bột luôn. Cái phần bột này quý vị quan sát thì nó rất là sệt sệt ha. Khi nó phủ đầy bột, bắt đầu chúng ta đi chiên. Đặt chảo lên bếp, khi chảo nóng cho phần dầu nhiều nhiều xíu nha. Dầu hơi nóng, Sún sẽ cho phần cà tím vào chiên. Cái chảo này nó nhỏ, do vậy Sún chỉ chiên được 3 miếng thôi. Trở đều cho nó vàng cắt mặt nha quý vị. Vàng như vậy là được, Sún sẽ gấp ra. Rồi chiên luôn miếng cuối cùng nha. Cũng trở đều các mặt để cho nó vàng đều rồi gấp ra nha. Bây giờ Sún thấy miếng này nó cũng vàng rồi nè. Sún sẽ gấp ra luôn nha. Tiếp tục, Sún sẽ sử dụng một cái chảo khác. Lấy khoảng một muỗng canh dầu ăn, Sún cho đầu hành lá vào đây để mình phi cho nó thơm, hơi vàng. Không cần vàng lắm nha. Quý vị ăn thuần chay thì chúng ta thay thế hành lá bằng bơ rô nha. Hành thơm rồi, Sún sẽ cho cà rốt vào xào. Đảo qua một chút, rồi Sún sẽ cho tới phần bắp vào đây. Tiếp tục cho nấm rơm, rồi cho đậu que và nấm mèo. Sún sẽ nêm vào đây với những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị. Sún cho vào đây một muỗng canh nước mắm chay, đường, hạt nêm và tương ớt. Sún cho vào luôn. Sún sẽ tráng cái chén này bằng một chút nước, cho vào đây luôn. Các nguyên liệu trong chảo đã chín. Bây giờ Sún sẽ lấy phần bột năng cho vào đây. Trước khi cho vào, Sún khuấy đều nha. Và quý vị nhớ cho từ từ thôi. Khuấy đều một lần nữa. Nếu thấy đặc quá thì chúng ta cho vào khoảng 1-2 muỗng nước nha.
Độ sệt như vậy là được. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại cho nó vừa với khẩu vị của gia đình mình nha. Cuối cùng thì Sún sẽ cho vào đây phần hành lá và xíu tiêu. Múc ra, cho lên phần cà tím nha quý vị. Phần cà tím chúng ta cũng có thể nhúng bột lần hai rồi chiên tiếp cũng rất ok nha. Sún có tỉa một ít hoa cà rốt, Sún cũng điểm lên đây cho đẹp nha. Nhìn như vậy chúng ta cũng có thể đoán được là món ăn rất giòn luôn hen mọi người. Món ăn ngon mà phải nhìn đẹp mới được à nha. Phần này Sún có trang trí lên đây một ít hạt bắp thì chúng ta lại nhìn thấy món ăn quá là hấp dẫn đúng không quý vị? Chỉ là những trái cà tím bình thường, đơn giản với những món ăn dân dã trong gia đình. Mình cố gắng biến tấu một xíu thì món ăn trở nên lạ lẫm và cuốn hút người ăn ham quý vị. Và đơn giản thôi mà, chúng ta sẽ thành công ngay lần đầu tiên thôi. Và như vậy là món chay từ trái cà tím của nhà Sún đến đây đã hoàn thành rồi. Cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video của Năm Sún. Quý vị thấy video này hữu ích, xin hãy like, share cho nhiều người cùng biết. Và với ai mới đến với Sún lần đầu hoặc chưa đăng ký kênh của Sún, xin hãy thương và ủng hộ Sún bằng cách bấm đăng ký, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để liên tục nhận được những thông báo mới nhất về món ăn của nhà Sún nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lời cuối cùng thì Sún xin kính chúc mọi người luôn vui khỏe và bình an. Bây giờ Sún xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau nha. Bye bye!